Ê các bạn ơi, bây giờ bạn Hiếu sẽ mở mấy bịch bánh khổng lồ này ra cho chúng ta xem thử nha. Wow, đây một bịch bánh gì trước đây? Tôm trước đi, mình thấy rồi. Tôm à. Bánh là bim bim khổng lồ tôm trước nha. Rồi, à. Mở ra thôi, hấp dẫn quá các bạn ơi. Sẽ coi coi cái chỗ vui đó chỗ nào đây. Đây rồi. Wow, wow, bên trong nó có mấy cái bịch nhỏ nữa các bạn ơi. Đi đi mày, đi mày. Một bịch, hai bịch, coi nó có màu luôn nè, màu xanh nè, màu cam luôn đó nè. Ba bịch nè, bốn bịch nè, quá nhiều quá, năm bịch, sáu bịch luôn. Ôi. Rồi bây giờ mình sẽ ăn bịch nào trước đây? Cho ăn màu xanh trước đi. Rồi bịch màu xanh các bạn ơi. Chắc cái này cái nào cũng như cái nào ha, nó khác cái bịch thôi đúng không, nó khác màu thôi. Nhìn đúng rồi các bạn ơi, kia vị bên trong nó là giống nhau hết nha. Giống nhau hết nha. Nên mình chỉ thử một thứ một bịch thôi. Rồi mình ăn thử. Để cái bịch nó có nhiều bánh, rất nhiều bánh. Rồi mùi tôm. Thử đi bạn, cho bạn thử miếng nào. Đây mùi tôm nè các bạn ơi. Cho con miếng này luôn. Ngon quá. Mùi tôm ngon lắm các bạn ơi, giòn giòn. Nói chung là bánh rất là giòn, đậm đà. Bánh này nói chung là ngon thiệt, đậm đà lắm, tôm, cay cay. À, nó hơi mặn mặn, với như là được nướng lên vậy các bạn ơi. Rất là ngon nha. Cho con miếng này luôn ơi. Đó, cho luôn miếng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để qua này một bên. Rồi mình sẽ mở cái bịch tiếp nha nha. Bịch gì đây ta? Rồi mình xuống nha. Đi vô luôn hoài, anh cho ăn nữa luôn ơi. Rồi mình sẽ mở vị con mực nha. Rồi bây giờ sẽ mở con mực ra. Rồi bây giờ sẽ mở bịch bánh bim bim mực khổng lồ nha. Hồi nãy mình ăn tôm lại giờ mình chuyển qua mực đi. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển ra qua mực. Vị nha, hấp dẫn quá, không biết trong này nó chứa cái gì, nó chứa bao nhiêu bịch đây. Wow, màu khác các bạn ơi. Bịch đẹp quá, bịch đẹp quá, bịch đẹp quá, màu trắng. Wow, bịch màu trắng nha. Hai bịch, ba bịch, bốn bịch, rồi năm bịch màu trắng luôn. À, năm bịch các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra thử nha, coi bên trong nó có cái gì đây. Hồi hộp quá, cái này ngon mà một bịch. À, mùi gì? Thơm quá, mùi bịch. Tô mực nè. Mùi mực nướng hả? Ống mực, ống mực, ống. Wow, các bạn ơi, cho đây. Cho bạn thử một miếng luôn. Đây, mực ống nhen quá, đã quá các bạn ơi. Ngon quá à. Cái ngọt ngọt, cơm cay ngon quá à. Wow, bim bim này rất là có một mùi béo nữa các bạn ơi, rất béo nha, béo hơn cái vị tôm hồi nãy. Đây là làm như nó có bơ nhiều nè. Nó sấy bơ nhiều. Cái này bơ nhiều hơn nè. Tôm. Ngon quá à. Ngon quá. Ơi, cho một miếng nữa đi. Trời đây ngon lắm các bạn ơi. Bạn ơi, tròn tròn giống như con mực ống gì đó. Nhớ nha các bạn, nhớ nha, đây là bánh bim bim nha. Bim bim siêu bự. Đây, bánh bim bim khổng lồ nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái bịch bịch cuối cùng đi. Bịch nào đây ta? Mùi gì gì đây? Bắp này có một hấp dẫn à nha. Đây, bắp. Wow. Nãy giờ mình ăn tôm rồi, tôm biển không bằng, chuyển qua giùm cái vị đi. Rồi, mình sẽ ăn cái vị bắp nha. Bắp này bắp ngô nha, đúng rồi, bắp với ngô là đồng nghĩa luôn các bạn ơi. Wow, đẹp quá, cái bịch đẹp quá trời. Wow, wow. Ê các bạn ơi, nó có màu xanh nước biển nè. Sao mấy cái này cái bịch nó toàn
Chỉ sô-cô-la này nghe. À cái màu này nó là đậm.